Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, dù không còn tồn tại cái gọi là quân đội Nhật Bản, mà chỉ duy trì lực lượng mang chức năng tự vệ, phòng vệ, nhưng Nhật Bản lại là một nước có thế lực quân sự nằm trong những nước mạnh nhất từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Trong thời lượng của chương trình ngày hôm nay, thì xin kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sức mạnh quân sự của đất nước Nhật Bản. Thứ nhất là lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản là một tổ chức vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Nhật Bản nhưng lại không được tham gia chiến đấu. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản thì có vai trò là lực lượng đối phó với các thảm họa thiên nhiên hoặc dịch bệnh. Theo Hiệp ước An ninh của Nhật và Mỹ, nước Mỹ sẽ đảm nhận vai trò tác chiến và hỗ trợ nước Nhật nếu có bất kỳ sự đe dọa nào chống lại Nhật Bản. Chính vì thế nên lực lượng phòng vệ Nhật Bản chỉ có vai trò hậu cần và ứng phó với các thảm họa thiên nhiên và dịch bệnh. Bên cạnh cái tên gọi là lực lượng phòng vệ Nhật Bản, lực lượng này còn được gọi là lực lượng tự vệ Nhật Bản, hay tên viết tắt là GSDF. Về nguồn gốc ra đời của lực lượng phòng vệ Nhật Bản thì gồm một số mốc lịch sử như sau. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, nước Nhật đầu hàng vô điều kiện và quân đồng minh đã giải thể quân đội Nhật Bản, đồng thời thay thế quân đội Nhật Bản bằng lực lượng vũ trang Hoa Kỳ bao gồm 450.000 quân đặt dưới quyền của Thống tướng Douglas MacArthur. Đến tháng 7 năm 1950, được sự cho phép từ phía Hoa Kỳ, Nhật Bản đã thành lập lực lượng cảnh sát trừ bị quốc gia gồm 75.000 người được trang bị vũ khí bộ binh hạng nhẹ. Giữa năm 1952, lực lượng cảnh sát trừ bị quốc gia đổi tên thành lực lượng bảo an quốc gia. Đến cột mốc ngày 1 tháng 7 năm 1954, Cục Bảo an Quốc gia thông báo tái tổ chức thành Cục Phòng vệ Nhật Bản và lực lượng bảo an quốc gia tái tổ chức thành lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản, tức là lục quân. Lực lượng phòng vệ duyên hải Nhật Bản là hải quân. Lực lượng phòng vệ không phận Nhật Bản, không lực. Cả ba lực lượng được đặt dưới quyền của tướng Keizo Hayashi, chỉ huy trưởng đầu tiên của Hội đồng Tham mưu Phòng vệ Nhật Bản. Trước sự phát triển quân sự của các thế lực xung quanh Nhật Bản như là Nga, Trung Quốc, Triều Tiên hay là Hàn Quốc, thì Nhật Bản dần trở nên yếu thế và mất dần tiếng nói. Sau một số tranh chấp chủ quyền với Nga ở quần đảo Chishima, Hokkaido, tranh chấp với Hàn Quốc tại quần đảo Takeshima gần tỉnh Shimane, với Trung Quốc tại đảo Senkaku gần với các đảo tại Okinawa, hay là nhiều lần Triều Tiên phóng tên lửa bay qua vùng trời Nhật Bản. Nhật Bản ý thức được việc cần có một lực lượng quân đội với nhiều quyền lực hơn. Đến năm 2007, Cục Phòng vệ Nhật Bản được đổi thành Bộ Quốc phòng và lực lượng phòng vệ Nhật Bản được đặt trong Bộ Quốc phòng. Đi sâu về lý do Nhật Bản không có quân đội, ngày 6 tháng 8 và ngày 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Hơn 200.000 người đã thiệt mạng. Ngày 15 tháng 8, Nhật Bản đầu hàng đồng minh. Sự đầu hàng của đế quốc Nhật vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 đã kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, cả Đức và Nhật Bản đều là những kẻ chiến bại. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau năm 1945, nước Đức lại có quyền kiểm soát quân đội, trong khi đó Nhật Bản lại không may mắn như vậy. Mặc dù Nhật Bản cũng có cái gọi là lực lượng phòng vệ, một danh từ để chỉ một lực lượng được tổ chức giống như một lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, được cải trang dưới một cái tên khác không phải là quân đội, và những người lính phục vụ trong lực lượng phòng vệ cũng không được coi là binh sĩ mà được coi như là công chức nhà nước. Ngoài ra, kể từ khi được thành lập vào thập niên 50 của thế kỷ trước, do không phải là một lực lượng quân đội danh chính ngôn thuận, nên lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng không có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, mà chỉ nhận người tình nguyện. Điểm quan trọng nhất đó là Hiến pháp Nhật Bản quy định rõ rằng lực lượng phòng vệ của Nhật Bản chỉ là một lực lượng mang tính phòng thủ, nghĩa là phương tiện cũng như trang thiết bị của lực lượng này sẽ bị giới hạn, không cho phép lực lượng phòng vệ của Nhật Bản tham chiến tại nước ngoài. Ví dụ như là với các loại tàu chiến, Nhật Bản bị giới hạn về tầm hoạt động và độ giãn nước rất nghiêm ngặt. Với các loại máy bay vận tải, tầm bay cũng bị giới hạn rất hạn chế và khó có thể bay đi bất cứ quốc gia nào khác trừ một vài nước lân cận. Thêm vào đó, quân số của lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng bị giới hạn. Mãi tới những năm 2000, do tình hình căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á leo thang, Nhật Bản mới bắt đầu mở rộng quy mô của lực lượng phòng vệ, đầu tư trang bị các loại vũ khí hiện đại đời mới, tăng cường khả năng hoạt động tại nước ngoài và mới đây nhất là tái tổ chức lại lực lượng đổ bộ phản ứng nhanh, một dạng của thủy quân lục chiến. Mặc dù Hiến pháp Nhật Bản nói rằng lực lượng hải lục không quân cũng như tiềm năng chiến tranh khác sẽ không bao giờ được duy trì, tự vệ đội
hay lực lượng phòng vệ Nhật Bản được thành lập sau khi mà Mỹ kết thúc chiến tranh chiếm đóng Nhật Bản. Mặc dù Hiệp ước Hợp tác và An ninh lẫn nhau ký kết vào năm 1960 cho phép sự hiện diện liên tục của các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản, hầu hết trong số đó đóng trên đảo Okinawa, và mặc dù không có thỏa thuận chính thức nào buộc Nhật Bản phải chính thức dựa vào Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc hoặc bất kỳ thế lực nào khác để bảo vệ đất nước mình. Trong câu chuyện này thì có một thắc mắc của quý vị khán giả là tại sao cùng thua trận như nhau nhưng Đức vẫn giữ lại được quân đội, còn Nhật Bản thì lại không. Chúng tôi đã tìm hiểu một số tài liệu về lý do này và nội dung cụ thể là như sau. Sống với người đồng đội cùng chiến tuyến của mình, Đức cũng thua trận trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Tuy nhiên, số phận của nước Đức thậm chí còn thê thảm hơn cả Nhật khi quốc gia này bị chia đôi bởi hai phe, với một bên là Liên Xô, một bên là Anh, Pháp, Mỹ. Việc một quốc gia bị chia đôi và căng thẳng xung đột ý thức hệ tại châu Âu càng ngày càng tăng cao dẫn tới việc một cuộc chiến tranh mới rất có thể sẽ là Chiến tranh Thế giới thứ ba, khiến cho cả Liên Xô lẫn phe Anh, Pháp, Mỹ đều đổ tiền để tái trang bị cũng như củng cố lại quân đội của Đông Đức và Tây Đức ngay lập tức. Thời điểm vào những năm 1950 của thế kỷ trước, có rất nhiều quân nhân từng phục vụ trong quân đội Đức Quốc xã tiếp tục đường binh nghiệp của mình trong quân đội của cả Đông Đức lẫn Tây Đức. Tuy nhiên giờ đây, họ lại tham gia vào một cuộc chiến ý thức hệ chứ không phải là một cuộc chiến mang tính dân tộc như trước. Về cơ bản thì quân đội của cả Đông Đức lẫn Tây Đức đều bị giới hạn, giống như là Nhật Bản. Tuy nhiên không chặt chẽ bằng vì căng thẳng ở Tây Đức thời chiến tranh lạnh là cực kỳ lớn. Cụ thể là trong điều 87A Hiến pháp Tây Đức cũng có ngụ ý tương đồng với điều khoản thứ 11 thuộc Hiến pháp Nhật. Theo đó thì quân đội nước này chỉ có mục đích là phòng thủ. Ngoài ra mọi thông tin về quân đội của Tây Đức như là quân số, cơ cấu tổ chức, số lượng khí tài, trang bị, ngân sách, sách lược thì đều phải được công khai với các nước thuộc phe Anh, Pháp, Mỹ. Điều tương tự cũng xảy ra ở phía quân đội Đông Đức, thậm chí Liên Xô còn can thiệp vào sâu hơn. Vậy nên có thể nói về cơ bản, cả quân đội Đông Đức, Tây Đức và lực lượng phòng vệ Nhật Bản đều bị hạn chế như nhau, đều mất hoàn toàn quyền tự chủ, tự lực về mặt quân sự quốc phòng. Dù mang danh là lực lượng phòng thủ, tuy nhiên cả Đông Đức, Tây Đức và Nhật Bản ban đầu thì đều có những lực lượng rất mỏng, khó có thể tự tác chiến khi bị xâm lược, mà chủ yếu phải dựa dẫm vào các lực lượng quân đội nước ngoài đóng quân bên trong lãnh thổ của mình. Trong thời lượng của chương trình sau thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu sâu hơn về quân đội của nước Đức hiện nay. Bây giờ chúng ta quay lại với câu chuyện của Nhật Bản. Nhìn chung, trong bối cảnh tình hình khu vực Đông Á đang trở nên cực kỳ căng thẳng như là hiện nay, Nhật Bản đang dần muốn tự đứng trên đôi chân của mình, không muốn phải lệ thuộc về mặt quân sự vào Mỹ như là trước đây là một điều rất dễ hiểu. Thêm vào đó, ý tưởng tái thành lập quân đội đã được báo chí Nhật Bản cũng như chính phủ nước này nhắc tới trong nhiều năm nay. Và một tương lai Nhật Bản có lại quân đội của mình có lẽ cũng không còn quá xa. Có thể nói rằng sức mạnh của Nhật Bản phần lớn thì phụ thuộc vào đồng minh Mỹ. Tuy nhiên, đừng xem thường quốc gia này nếu không muốn chuốc lấy thất bại. Và dưới đây là 5 loại vũ khí có thể xem là tiêu biểu nhất của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Thứ nhất là tàu sân bay trực thăng lớp Izumo, là phương tiện vũ khí dẫn đầu trong 5 loại phương tiện chiến tranh nguy hiểm nhất của Nhật Bản, theo tạp chí The National Interest. Đây là tàu chiến lớn nhất được đóng mới ở Nhật kể từ khi mà kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Con tàu có chiều dài 248m, rộng 38m, lượng dán nước toàn tải 27.000 tấn. Izumo có thể mang theo 14 trực thăng trong cấu hình tiêu chuẩn. Boong tàu đủ rộng cho 5 trực thăng hoạt động cùng một lúc. Ngoài ra, tàu có thể chở theo 450 binh lính và một bệnh viện gồm 35 giường. Đặc biệt, Izumo có khả năng triển khai hoạt động tiêm kích tàng hình, cất hạ cánh thẳng đứng là F-35B. Khả năng hoạt động như là một tàu sân bay là lý do để Izumo được xếp trong danh sách những vũ khí nguy hiểm nhất của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Thứ hai là tàu ngầm Soryu. Giới quân sự thế giới đánh giá Soryu là một trong những loại tàu ngầm phi hạt nhân đáng sợ nhất thế giới. Soryu có khả năng hoạt động cực êm với động cơ không khí tuần hoàn độc lập AIP cùng hệ thống che chắn âm thanh tiên tiến. Vũ khí chính của con tàu là 6 ống pháo ngư lôi 533 ly có thể phóng ngư lôi chống ngầm hoặc tên lửa chống hạm. Tàu ngầm có thể đạt tốc độ tối đa 20 hải lý trên 1 giờ khi lặn, phạm vi hoạt động 6.400 hải lý. Soryu có khả năng tàng hình, cho phép ẩn mình dưới làn nước và bất ngờ tung đòn tấn công chí mạng. Đó là lý do mà các chuyên gia quân sự của National Interest xếp nó thứ hai trong danh sách này. Thứ ba là tàu khu trục mang tên lửa điều khiển lớp Atago, là một trong những lớp chiến hạm mạnh nhất của lực lượng phòng vệ Nhật Bản.
Điểm đặc biệt của lớp tàu khu trục này là nó được trang bị hệ thống chiến đấu tối tân Aegis, cho phép nó đối phó với hàng loạt mục tiêu khác nhau. Vũ khí trên con tàu cực mạnh này thì bao gồm 96 hệ thống phóng thẳng đứng MK-41, sử dụng tên lửa phòng không RIM-66, tên lửa chống ngầm RAM-139, 8 tên lửa chống hạm RGM-84 Harpoon, pháo hạm 127 ly và một số hệ thống vũ khí phòng vệ khác. Thứ tư là máy bay MV-22 Osprey. Lầu Năm Góc đã trình Quốc hội Mỹ phê duyệt kế hoạch bán 17 chiếc MV-22 Osprey cho phía Nhật Bản, trị giá tới 3 tỷ đô la. Giới phân tích quân sự đánh giá rằng kế hoạch mua 17 máy bay MV-22 Osprey của phía Nhật Bản là nhằm tăng cường khả năng bảo vệ quần đảo Senkaku điếu ngư đang tranh chấp với phía Trung Quốc. Osprey chở được 24-32 binh lính hoặc 9 tấn hàng hóa. Máy bay có thể triển khai hoạt động trên các tàu đổ bộ tấn công, cho phép nâng cao khả năng đổ quân vào bờ hoặc các đảo. Sự kết hợp giữa khả năng chở quân như là máy bay vận tải và cất cánh như trực thăng là một điểm độc đáo của MV-22. Cuối cùng là tiêm kích tàng hình F-35A. Nhật Bản thì là quốc gia đầu tiên ở châu Á có tiêm kích tàng hình T-5 trong biên chế của mình. F-35 thì được trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến cùng hệ thống điện tử, vũ khí hiện đại, cho phép tác chiến hiệu quả trong những môi trường nguy hiểm nhất. Đó là lý do để F-35 trở thành một trong những vũ khí đáng sợ nhất của quân đội Nhật Bản. Tiêm kích F-35 thì sẽ giúp Tokyo duy trì ưu thế quân sự so với các tiêm kích tàng hình J-20 và J-31 của phía Trung Quốc. Trên đây là một số thông tin về tình hình sức mạnh quân sự của phía Nhật Bản. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.